Tại sao hổ chỉ ăn một lần mỗi tháng nhưng vẫn khỏe mạnh? Vì hổ sống lâu năm trong tự nhiên, đôi khi rất khó kiếm được thức ăn. Mỗi khi săn mồi, nó cũng có thể khiến cho hổ bị thương, lần sau săn mồi cũng sẽ khó hơn. Vì thế, mỗi khi hổ tìm được thức ăn, chúng sẽ ăn rất no. Chưa hết, bụng hổ còn có thể chứa được cả một con cừu. Việc này khiến dạ dày phải mất một tháng để tiêu hóa. Điều đó giúp cho hổ chắc chắn rằng lần sau đi săn vẫn sẽ còn đủ sức chống đỡ. Vậy bạn có biết tại sao hổ không dám ăn thịt cấu trúc hay không? Tại sao người châu Phi có thể bắt cá sống ở trong đất? Hóa ra loài cá này được gọi là cá phổi. Cá phổi này khác với các loại cá khác. Cơ quan hô hấp chứa hai lá phổi khiến nó có thể chọn giữa việc thở bằng mang hoặc hô hấp bằng phổi. Mỗi khi mùa khô đến, nó đào sâu vào lòng đất, đặt mình vào trạng thái ngủ. Sau đó tiết chất nhầy qua lớp biểu bì để làm mát cơ thể và hô hấp bằng phổi, lặng lẽ chờ mùa mưa tới. Bực mí thêm, cá phổi có thể duy trì trạng thái này tới 4 năm, quả là đáng kinh ngạc. Vậy ở nước ta có loại cá này không nhỉ? Tại sao trong cát ở dưới sông lại có vàng? Thực ra vàng lẫn trong các sông được gọi là vàng phù sa, nghĩa là vàng đá trong núi bị nước sông cuốn trôi. Vàng tách ra từ mạch vàng và thạch anh rồi trôi xuống và sau đó lắng xuống sông. Sông Yukon ở Canada là dòng sông đào vàng nổi tiếng. Sau khi được phát hiện vào thế kỷ trước, nó đã thu hút đông đảo người dân đến đải vàng. Sông Yukon nhiều cát vàng, thậm chí sản lượng của nó vẫn còn rất nhiều sau quá trình dài bị khai thác. Vậy theo bạn, ở nước ta có dòng sông chứa vàng như này không nhỉ? Đường hầm dưới biển được xây dựng như thế nào? Nói chung, có hai phương pháp xây dựng được sử dụng. Đầu tiên phải nói đến phương pháp đào đường hầm xuyên biển. Với phương pháp này, chỉ cần sử dụng máy đào đường hầm công suất lớn. Tiếp theo, chọn một vị trí đẹp để làm điểm bắt đầu và đào xuyên đáy đại dương. Sau đó gia cố đường hầm bằng bê tông cốt thép. Phương pháp thứ hai khá phổ biến hiện nay, thi công cắt đốt đường hầm ở trên cạn, xong dìm chúng xuống đáy biển. Cụ thể hơn, sau khi cắt đốt hầm được xây dựng ở trên bờ, sẽ được kéo ra biển, tiếp theo thả chìm xuống những vị trí cần thiết. Nhưng phương pháp này đòi hỏi độ chính xác gần như là tuyệt đối khi lắp ghép, với các sai số không vượt quá 2mm. Hầm thủ thiêm của nước ta hiện nay cũng sử dụng phương pháp này. Vậy theo bạn phương pháp nào hiệu quả hơn?